Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove, 1-800-357-6738. Nguyễn Hoàng, chủ tịch trở lại với quý khán thính giả, và cái kết quả cuối cùng hiện nay là được bao nhiêu phần trăm dập tắt ngọn lửa Syriza rồi hả? Vâng, thưa anh và thưa quý vị, cái ngọn lửa ở Damasco Valley thì đã khá hơn một tí khi mà có 50% đã được khống chế. 50%? Vâng. Hy vọng là trong ngày hôm nay hoặc là tệ lắm là ngày mai sẽ dập tắt, cũng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở Riverside. Và riêng với những cái trận lũ lụt tornado, điều ngạc nhiên là thưa quý vị, chúng tôi theo dõi thời tiết thì họ nói rằng vào thời điểm này ở tại vùng vịnh Mexico, luồng khí nóng đẩy lên. Trong khi đó ở phía bắc Canada, cái luồng khí lạnh đi xuống và cái giao điểm nằm ngay cái khu vực phía bắc của Dallas này. À, và theo dõi thời tiết đó, thì cách nhiệt độ giữa Houston và Dallas là 10 độ. Houston rất là nóng nha, mà Dallas lại nó mát lạnh hơn nữa. Cho nên đó là lý do tại sao ở khí phía này đẩy lên và tràn qua Arkansas và nó ảnh hưởng luôn. Arkansas đang đi về hướng North Carolina, băng qua Tennessee và đến đây cái khu vực ngay phía dưới miền nam của các tiểu bang Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Trở lại, và chúng tôi đã nói đến ngày May 1, ngày May 1 là ngày 1 tháng 5 là ngày quên của những người công nhân, và từ đó họ cũng tổ chức rất nhiều các cuộc biểu tình. Hôm nay, những người biểu tình và đa số là những người gốc châu Mỹ Latin, họ nói A day without immigrant, ngày mà không có immigration, không có những người di dân, tổ chức chung với ngày mà đòi hỏi những cái quyền công nhân, để mà cho thấy, cho ông Trump thấy rằng là những gì mà ông hiện nay đang chống đối những người di dân, mặc dầu thực sự đó là di dân bất hợp pháp, nhưng mà chủ trương là kể cả những người di dân hợp pháp nữa, đòi hỏi những cái quyền lao động hơn cho họ. Với tình hình hiện nay ở tại kinh tế của nước Mỹ ra sao, thưa quý vị? Đầu tiên đó, là người tiêu thụ rất là quan trọng, như chúng tôi đã trình bày từ hôm thứ năm, thứ sáu tuần trước, là cái mức tăng trưởng của người tiêu thụ rất là kém cỏi, người dân không đi mua sắm, không có tiêu xài mạnh mẽ và thậm chí không đổ xăng thật nhiều nữa, thì tất cả những cái điều đó nó đóng góp vào guồng máy kinh tế đã bị gia giảm. Cho đến giờ phút này, tháng 3 vừa qua, người tiêu thụ vẫn không tăng lên hơn được, và khi không tăng lên như thế đó thì cái áp lực của lạm phát nó giảm xuống, và qua đó giá dầu cũng đi xuống luôn, bởi vì họ nhìn thấy từ Trung Quốc cho tới Hoa Kỳ này, người tiêu thụ giảm đi. Khi mà giảm tiêu thụ thì điều đúng có nghĩa là dầu hỏa cũng giảm đi, đơn đặt hàng không có nhiều nữa. Tuy nhiên ngày hôm nay thì thị trường tài chính lại tăng được 20 điểm, Nasdaq tăng được 30 điểm, S&P 500 tăng được 5 điểm. Một phần là họ nói rằng là những cái bế tắc liên quan đến đóng cửa chính phủ từ hôm thứ Sáu vừa qua đã giảm thiểu. Và ngày hôm nay thì chính phủ đạt được một cái thương lượng cũng khá là đặc biệt. Đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đồng ý để tiếp tục hoạt động chính phủ cho đến tháng 9 luôn. Có tới thêm 4 tháng nữa để hoạt động, rồi sau đó lại tiếp tục thương lượng tranh luận để thông qua một ngân sách mới. Dow Jones lên được 17 điểm, Nasdaq lên 30, S&P 500 lên 5 điểm, hoàn toàn khác với thứ Sáu vừa qua. Trong khi đó, giá vàng sáng nay xuống hơn 4 đồng, bây giờ là xuống khoảng 3 đồng 10 sen, ở mức 1.265 đồng 20 sen. Giá dầu xuống 67 sen, 48 đồng 66 sen, thưa quý khán thính giả. Và như chúng tôi đã trình bày là phía Quốc hội Hoa Kỳ và đạt được tối ngày hôm qua và những điểm như thế nào? Bao gồm thứ nhất đó là bên phía Đảng Dân Chủ họ đã áp lực từ tuần rồi. Họ nói mà ông Trump còn tiếp tục, thứ nhất là ông đòi hỏi tiền đặt cọc để xây dựng bức tường, Đảng Dân Chủ không đồng ý.
Thứ hai là ông Trump đã từng đe dọa đó là ông sẽ rút cái tiền ngân sách hỗ trợ cho những người lợi tức thấp để mà hưởng được chương trình Medicaid, Medicare dưới thời dưới, nghĩa là nó không ảnh hưởng đến Obamacare, nhưng mà có những cái tiền của ngân sách liên bang đó có thể gây ảnh hưởng chung. Thì ông Trump đã từng đe dọa cái việc đó. Thì phía đảng Dân Chủ này nói nếu mà ông còn tiếp tục đòi hỏi mà hủy bỏ Obamacare đó, họ sẽ không đồng ý và họ sẽ làm mọi cách để shut down chính phủ, đóng cửa chính phủ. Thì hôm qua, từ hôm thứ 5, thứ 6 đến trưa thứ 6 thì hai bên đã đồng thuận để giữ cho chính phủ làm việc được qua đêm thứ 6, tức là không đóng cửa tối thứ 6 vừa rồi. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục trong cuối tuần, vẫn tiếp tục thảo luận với nhau. Và đến chiều tối hôm qua thì họ đồng ý giữ chính phủ tiếp tục làm việc thêm đến tháng 9 này. Trong đó, bên phía đảng Dân Chủ đồng ý với đòi hỏi của đảng Cộng Hòa. Thứ nhất là tăng cái tiền cung cấp cho Bộ Quốc phòng, tăng ngân sách. Thứ hai là thay vì 1 tỷ Mỹ Kim để đóng vào làm tiền đặt cọc để xây dựng bức tường đó, thì họ đồng ý với con số tiền gọi là tăng cường an ninh biên giới. Cái đó thì ok, nhưng mà không có tiền để xây bức tường, thưa quý vị. Ông Trump trước đó cũng đã nói rằng thôi bây giờ nếu mà tường bây giờ chưa xây, nhưng mà ông hứa 100% sẽ xây bức tường được, cũng như ông hứa 100% sẽ hủy bỏ Obamacare. Tuy nhiên, cái áp lực của đảng Dân Chủ hiện nay cũng được xem là mạnh mẽ, bởi vì họ có khả năng đóng cửa chính phủ. Đóng cửa chính phủ thì cũng phiền thôi, bởi vì trước hay sau gì cũng tháo gỡ được. Nhưng mà cái tin về đóng cửa chính phủ sẽ khiến cho thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và của cả thế giới sẽ sụp đổ. Và điều đó không ai muốn xảy ra, Thảo Yến. Vâng, thưa quý vị, có một vụ nổ súng đã xảy ra tại San Diego, làm cho một người phụ nữ thiệt mạng và 6 người khác phải nhập viện, trong đó có vài người đang trong tình trạng rất là nguy kịch tính cho đến ngày hôm nay. Thì cảnh sát trưởng của San Diego là bà Shelley Zimmerman cho biết là tay súng được xác định là Peter Salas, 49 tuổi, là một người da trắng. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày hôm qua, y xuất hiện ở khu vực hồ bơi của một cái khu apartment trên đường là Hoya Crossroads. Và đây là một cái khu apartment dạng sang nằm đối diện với trường đại học UC San Diego. 7 người bị bắn đang tham dự một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở hồ bơi. Vâng. Tiệc sinh nhật ở hồ bơi thì chắc ồn ào, náo động lắm. Vâng, thì nhân chứng kể lại là hung thủ ngồi trên một chiếc ghế ở ngay hồ bơi. Sau đó y lấy ra một cái khẩu súng caliber cỡ lớn và bắt đầu bắn vào nhóm 7 người. Và 7 người này được xác nhận là có 4 phụ nữ da màu, 2 người đàn ông cũng da màu và 1 người đàn ông là người Hispanic, tức là gốc Phi Châu. Vâng, phải không? Vâng, Phi Châu và người Mễ. Thì cảnh sát nhận được báo cáo từ người dân, thì khi mà trực thăng của cảnh sát bay từ trên cao thì họ thấy là các nạn nhân nằm la liệt, máu thì chảy rất nhiều ở xung quanh hồ bơi và hung thủ lúc đó là đang nạp lại đạn. Thì cảnh sát vừa tới, vâng, kịp thời. Vâng, và rồi chuyện gì đã xảy ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị bản tin này sau một vài thông tin thương mại ngắn của đài quý vị nhé. Thanh Hoàng chân thành cảm tạ gần 5.000 gia đình đã đến đây ủng hộ chương trình xây cất công phu, tốn kém và quy mô nhất của Hoa Kỳ. Chúc mừng chương trình sáng tạo của anh Thạch Hoàng, khu đất mới Đức Mẹ Ban Ơn ngay góc đường Beach và Bosa, thuận tiện lý tưởng nhất cho cộng đồng người Việt Nam. Thanh Hoàng xin kính mời quý khách nào chưa đến tham quan làng Việt Nam Vĩnh Cửu có tượng Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, tượng Chúa Cứu Thế và rất nhiều khu đất khác với giá bảo đảm rẻ nhất nếu mua trước, trả góp không tiền lời. Quý khách đến văn phòng anh Thạch Hoàng sẽ được hướng dẫn tận tâm thoải mái, chương trình lo trước hậu sự gia đình bình an. Mỗi gia đình sẽ được tặng một thiệp mời miễn phí thưởng thức những món ăn tuyệt vời của nhà hàng Seafood Buffet lớn nhất quận Cam
và một vé số trúng TV 55 inches. Quý vị nhớ gọi cho Thạch Hoàng nhé quý vị. Hiện tại thì giá vẫn còn rất rẻ, trả góp không tiền lời. Văn phòng Thạch Hoàng mở cửa 7 ngày một tuần, 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ngay góc đường Beach và Bosa. Để nấu được món ăn ngon, điều cần thiết là phải có nước mắm ngon. Nước mắm Việt Hương, thơm ngon đậm đà, hoàn toàn được làm bằng cá cơm và không hề có vị nồng như các loại nước mắm khác. Nước mắm Việt Hương đang có bán tại hầu hết các chợ Việt Nam. Hãy nhìn kỹ ở đáy chai, có hàng chữ Việt Hương 1984 hay hình ba con cua hay sư tử bay. Nước mắm Việt Hương, hương vị tuyệt vời của đất mẹ Việt Nam, là món nước chấm không thể thiếu cho mỗi gia đình. Trường Thẩm mỹ Hoài Anh, nơi đào tạo thợ xăm chuyên nghiệp. Trường thường xuyên mở các lớp xăm thiêu, xăm phun, xăm tán bột, xăm 3D, 6D, microblading, xăm mày, mí mắt, môi, xăm tóc, xăm che nám. Trường cấp certificate và hướng dẫn xin giấy phép hành nghề xăm tất cả các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Tháng trước em qua Amsterdam ở Hà Lan, em thi em lấy được hạng nhất ở thế giới và cái ngành xăm, cái microblading thì chị em cũng rất là hân hạnh, vậy em rất là vui. Và em cũng xuống đây cảm ơn chị Mai, chị hướng dẫn em mấy năm nay và cái ngành xăm em có cái ngày đây. Hãy gọi ngay số điện thoại 714-248-2725. Ở trường Thẩm mỹ Hoài Anh Cali, tôi không những học được một nghề xăm giỏi như microblading và 3D, mà còn học được rất nhiều kinh nghiệm về xóa sửa những vết xăm hư cũ hay là đổi shape. Và đặc biệt hơn hết, tôi đã hiểu tường tận những luật lệ của ngành xăm. I'm studying here to learn the new 3D technique for permanent makeup. Học Hoài Anh là chỗ tốt nhất. OC35 mỗi tối thứ năm từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối, chương trình y tế với mục đích đem lại cuộc sống vui, khỏe và hạnh phúc. OC35 được thực hiện bởi Orange County Advantage Medical Group. Nếu quý vị có Medi-Cal hoặc Cal Optima, hãy nhớ OC35, một tổ hợp y tế mới trong hệ thống Cal Optima. Nếu quý vị có Medicare, hãy nhớ OC Advantage qua các chương trình y tế với Easy Choice, Care First, Central Health, Brand New Day và One Care Connect. Để biết thêm chi tiết hoặc để xem chương trình y tế nào thích hợp cho quý vị nhất, xin gọi 1-844-354-3535 OC35 at yahoo.com. Mời quý vị tham dự tour đặc biệt tour mới 2017 của Family Tour. Quý vị sẽ được thưởng ngoạn những thắng cảnh đẹp nhất của Canada, đặc biệt là tại hai địa danh Calgary và Alberta, núi non hùng vĩ, biển hồ trong xanh do núi tuyết tan chảy tạo nên trong mùa hè 2017. Family Tour, nhiều tour đặc biệt gọi ngay hôm nay để cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch hấp dẫn nhất trong năm: Colorado, Redwood, Oregon, Washington, Yellowstone. Family Tour 9938 đường Bonsa, góc Crooked, phòng 214 trong khu công Tấm Thành, 714-775-8842, 775-8842. Chuyên về yến, bán sỉ và lẻ các loại tổ yến, dùng chữ tín để được lòng quý khách hàng. Yến đến trực tiếp từ Indonesia, không qua trung gian. Sản phẩm tốt, chất lượng cao, mua tận gốc nên giá thành thấp. Đặc biệt giảm 10% cho các loại yến trắng. Thê Lê Yến chân thành cảm tạ sự ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng. Thê Lê Yến, nơi đáng tin cậy. Điện thoại 714-418-9788. Thê Lê Yến cần đại lý khắp các tiểu bang. Website thêleyến.com.